Hello mọi người, chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại kênh YouTube Hana Baby cùng nhau làm vườn. Hôm nay là mình sẽ thu hoạch dưa chuột và cải keo nha. Mọi người cùng xem dưa chuột Hàn Quốc nhà mình nha. Đây là dưa chuột Hàn Quốc, cực kỳ sai quả luôn đây này, nắng chút vô cùng. Mình trồng cái đợt vừa rồi là thời tiết nó không được thuận lợi cho lắm. Các bạn xem này, đợt vừa rồi là nắng rất ít và chủ yếu là chỉ có mưa âm u, nên là thành quả là nó không được tuyệt vời lắm, nhưng mà giống vẫn rất là năng suất, ngách nào cũng có hoa luôn và có quả, đậu quả rất là dễ. Mặc dù bây giờ thời tiết nó đang mưa đấy, đợt này là vẫn còn nắng ít, nhưng mà giống này cực kỳ ngon và to năng suất luôn. Đây mình sẽ hái nha. Đống cực kỳ to luôn. Đống cực kỳ to luôn. Đống này là mình bốc là độ ngon số 1 ạ. Nó có gai này cực kỳ ngon luôn. Đây các bạn muốn ăn thì gầy bớt cái gai ra nha. Không nữa rất là sắc đấy ạ. Đó. Rất là nặng. Đây con ơi. Nhiều luôn. Giống này là giống mình phải tự mình thu phấn cho nó nhá. Hoặc là ong bướm sẽ thu hộ. Hôm nay nhà mình ăn nướng đó. Đó. Còn đây là xà lách Cherokee là dòng tỉa lãn dần này. Dòng này mình sẽ tỉa như này, tỉa gốc như này bạn ạ. Nhưng mà nó vẫn bé. Các bạn. Còn đây là cây lá mè Hàn Quốc. Đây là cái cây sữa ngọc của mình. Chùm của nó rất là sai luôn. Và nó leo lên tận trên kia nữa. Đây, cây bên kia nó đã leo lên tận bên kia. Leo sang nhà hàng xóm. Giờ mình sẽ hái nha. Quả nào chín đỏ mình sẽ hái chiếc này. Nhà mình ăn nên là mình sẽ thu ăn tươi, ăn đến đâu sẽ thu đến đấy thôi. Còn đâu rồi mai thu trước. Lá này già mình cắt bỏ, mình để đây để bón phân luôn. Con đi cho cà chua mẹ đây. Mẹ ơi, con có một quần nữa nhá. Còn đây là toàn dâu cây nhà mình này. Dâu tây Hana và Hàn đấy. Đây là nó đang ra cái ngó dâu. Ngó dâu này mai sau mình sẽ nhân giống thêm.
nhân thêm nhiều cây con. Cải xoăn này rất là tốt cho sức khỏe, chống ung thư, rất là xoăn luôn. Đây là dòng keo xoăn của Ducky Boy nha, của Mỹ. Còn đây cây chanh nhà mình này, chanh quỷ quế, chanh quỷ quế đây, cực kỳ nhiều hoa đây. Nhà mình luôn luôn có ong bướm, nó sẽ tụ phấn cho các khác. Đây keo chanh nhà mình đây, dâu tây này, dâu tây cực kỳ thích luôn, nó sẽ ra ngó, ra ngó. Còn đây là cái nhóm ở Hàn Quốc nha, cây dâu Đài Loan. Còn đây là cái cải bom rong này, cải bom rong này hôm nào mình ăn lẩu mình sẽ ép tỉa. Còn đây là cải cầu vồng nha, cải cầu vồng mình sẽ để nó lớn tiếp. Còn đây là cải cầu vồng mình sẽ để to thêm, mình sẽ hái ép nước vào hôm khác. Rất nhiều màu, cải mù tạt này mọi người. Trời càng lạnh thì nó sẽ càng lên màu tím đâu. Còn đây là xà lách, xà lách mình sẽ tỉa nha, hôm nay ăn nướng mà không bị tan mẹ nhỉ. Xà lách mình sẽ tỉa nha, cái khế nhá, cái khế đang rất nhiều hoa này các bạn, đó hoa bên trong đấy, hoa chi chít luôn đây này, khế ngọt đây. Đối với dòng xà lách như thế này này thì mình sẽ tỉa, mình sẽ tỉa ăn dần được, mình sẽ vừa làm salad được đây này, ngon lắm luôn. Riêng cái dòng xà lách này rất là ngon này. Đây, cái dòng Cherokee lúc nãy là mình đã bảo là nó còn bé thế này, bây giờ nó đã ở đây nó to hơn, mình sẽ tỉa nhá. Đây, chị ơi, cái nữa nè. Đây, con này bỏ ra mọi người. Còn lá già nhá, mình trực tiếp để ai là con để ở dưới đất nhá. Mẹ ơi, mình sẽ tỉa mùi mẹ. Mùi này ăn rất là giòn. Đây là giống chịu nhiệt, mình trồng quanh năm luôn. Các loại giống này đều là giống chịu nhiệt, mình sẽ trồng quanh năm. Các bạn cứ tỉa nhá, mình tỉa được 3-4 lần nữa. Mỗi lần tỉa xong tí nữa mình sẽ cho mấy em ý một ít phân bón và phân gà vào đây nữa. Đó, cực kỳ ngon luôn, vừa giòn vừa ngon. Riêng đẹp nhất thì mình thấy là cái dòng Salanova Red Butter này và Green Butter này, nó hình bông hoa rất là xinh. Dòng này mình hay ăn salad, cực kỳ ngon luôn ạ. Mấy cái bản bé như thế này mình sẽ không trộn để mà ăn, mình không cuốn thịt mà mình sẽ trộn salad. Đây, mấy bạn này cũng thế, mình chỉ cần mình cần tỉa là được nha. Đó, mình cần tỉa là được nha, mình tỉa nó sẽ cao lên. Mấy bạn này rất là xinh luôn. Thôi, mình sẽ thu hoạch thêm cho một đi. Cái này đây, mỗi cây thì một ít. Mẹ ơi, dòng này cực kỳ ngon các bạn. Ngon mà, cái giống này của Mỹ, ăn nó giòn mà lại không bị đắng. Mẹ ơi, mùa hè trồng mà lại không bị đắng. Cái này đó. Con đây đừng đấy.
bài của con để trong đầu của mẹ nhé. Đây, ngon lắm ấy. Mình thích nhất là cái dòng Cherokee này. Salamova nữa. Và mui. Đây, lá già mình cho bón phân luôn. Mình sẽ thu hoạch ăn theo một bữa luôn. Đây. Ôi cái rổ bé quá rồi. Đây này. Con đi đây mẹ. Bây giờ mình sẽ thu hoạch thêm cả dâu tây nha. Dâu tây nhà mình bây giờ đang là cuối mùa rồi, nên là nó không còn nhiều quả đẹp nữa. Lần trước thu được nhiều hơn. Để tạm mình sẽ hái nha. Đây, cái này vào giỏ đi. Rất nhiều hoa, quả thì vẫn to. Đây là giống dâu Nhật Hana bạn nhá. Đây, quả chín này to lắm. Đây. Đây này. Mẹ nhá. Mẹ nhá. Ừ. Đây chín rồi. Chín rồi. Đây con cầm mẹ cái này đi. À, còn đây là cây bí ngô nhà mình này. Đúng rồi đó, hôm nay mình sẽ thu bởi vì nó sai quả quá. Sai quả quá nên là nên là bây giờ các quả kia nó không lớn nổi. Mặc dù vẫn bón phân đấy, nhưng mà nhà mình trồng hữu cơ, thành ra là mình vẫn phải thu hoạch. Không thể nuôi nhiều quả được. Đây này, 1, 2, 3, 4, 5 ba được nữa này. Mẹ ơi. Oh, đây này, mình sẽ thu trước quả này. Mẹ cho con cắm. Ừ. Chậu này mình hay vứt mấy cái lá cây khô để ủ luôn làm phân bón. Còn đây là dàn cà chua trứng ravioli đây này. Đó, cà chua trứng ravioli cực kỳ sai quả luôn ạ. Đây, quả của nó là giống cả to. Sai lắm luôn này này. Năng suất cực kỳ luôn ạ. Nhà mình trồng là do là sửa nhà nên là trồng muộn đấy nhá các bạn nhá. Chứ không thì tầm này là thu hoạch rất nhiều rồi, chín đỏ rất nhiều rồi. Đây này. Đây này. Quả nó ở đây cơ mà. Đó, quả xanh đó. Các bạn thấy không? Cực kỳ xinh luôn. Đây chùm hoa của nó. Rất là nhiều luôn. Năm nay là trời nó âm u cả cái tháng Tết. Nên là thành ra là cà chua nó lớn chậm hơn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Hoa nhiều vô cùng luôn. Thế là mình có cà chua đã luôn. Đây này. Sai quả lắm. Đấy. Các bạn thấy không? Cà chua đấy, cà chua trứng Savio đấy. Giống như năng suất đây này, bên trong đây này. Còn lớp ở dưới. Còn đây là hành ba chài nha. Hành ba chài đợt này không còn nắng nên là cây nó hơi là không được đẹp lắm. Hành này ăn được 2 đến 3 năm. Hành này ăn cực kỳ thơm và ngon. Nhà mình nấu phở hay là làm món gì cũng đều là ăn hành hết. Cơm tấm cũng rất là ngon. Không phải đi chợ trong mùa Covid. Lên tầng là hái được luôn. Mà không phun thuốc nữa. Mẹ nhờ tí nào. Còn đây là cây bí đĩa bay. Bí đĩa bay bây giờ đang ra hoa đây. Đây là ra hoa được trước rồi, chưa thấy hoa cái đâu nhỉ.
À có hoa cái trên đây này. Hoa cái bé ở dưới đây này các bạn thấy không? Còn đây là hai cây sung Mỹ. Sung Mỹ đợt này không còn nắng nên là cây nó chưa lớn mấy. Còn đây là keo rong biển này. Keo rong biển mình ươm một cây con này. Khi nào có thời gian mình sẽ chuyển ở chậu nhá. Keo rong biển đó. Còn đây là keo khủng long xanh. Có sâu đây này, sâu vẽ mùa đây. Keo khủng long xanh đấy ạ. Còn cây gì? Kim giới, kim giới thì luôn. Là cây chim này. Còn đây là cây bạc hà choco. Bạc hà choco cực kỳ tốt. Những cái nhánh này của nó này, mình mà muốn nhân giống lại cắm xuống nó giống như dâu ấy bạn. Còn đây là hai cây bí mì sợi. Khi nào mà ra quả thì mình sẽ quay lại clip tiếp nhé. Đây. Bí mì sợi cực kỳ dai ra luôn. Đấy. Là cô bé bụi. Húng lủi đây, húng lủi mấy hôm nay không còn nắng nên là bị vàng hết rồi. Đây, nhưng mà nói lại ra cái mầm con này, bé con. Cái hương thảo đây. Hương thảo mọi người cứ bảo khó trồng chứ mình thấy dễ mà. Mẹ ơi, trồng bằng chỗ bán thì canh này cực kỳ dễ. Cái hương thảo nhìn được cả vào bên trong là dễ luôn này các bạn này. Đó. Nhìn được vào bên trong luôn này. Mà chậu này rất là sạch sẽ. Đáy của nó không có lỗ và nó trữ được nước, trữ dinh dưỡng cực kỳ tốt luôn ạ. Còn đây là mùi tàu đây, cái chậu nó đây, chậu này cực kỳ thích luôn. Cái phim đây, nàng này là rất đỏng đẩy, nàng này mỗi lần tưới là phải tưới gốc nha, không tưới bên trên đâu. Nào con bỏ đây ra. Nàng này cũng nhìn thấy dễ bên trong người này. Bạc hà đối với mình là dễ nhất. Đây này, những cái mầm con của nó lại lên cây con nữa ở bên trong này. Cực kỳ dễ. Còn đây là những cây. Đây là lá mè nhà mình này. Mình để to nữa thì mình sẽ hái ăn lùn nữa nha. Đây là những chậu ba chi. Mấy dâu này mình trồng từ cây mô đấy. Bây giờ mình đã ra hoa rồi này. Các bạn. Ngó này để tưới mình sẽ nhân giống rất nhiều. Đấy. Đây này, cây dâu ra hoa này. Đây. Trong mỗi chậu dâu này mình đều là bón phân gà đấy. Các bạn thấy không? Phân gà tan rồi này, đây này, phân gà biển. Đó. Ra hoa. Đợt này mình sẽ để nhân giống nhá. Hè năm nay mình sẽ nhân giống rất nhiều em dâu luôn đây này. Rễ bắt đầu ra đây này, các bạn nhìn thấy không? Rễ bắt đầu đây này. Khi nào mà rễ dài mình sẽ cắm vào viên nén. Mẹ ơi. Mùa Covid lên vườn thu hoạch cực kỳ thích luôn. Có rau sạch ép nước uống luôn. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.